chào mọi người. Hôm nay rất là vui gặp lại mọi người lần nữa trong cái video mới này. Mình muốn chia sẻ cái vườn rau của mình ở trên sân thượng. Các bạn biết không, mình đã tận dụng cái sân thượng phía trên nhà làm cái không gian trồng rau, vừa là tiện tận dụng không gian và vừa làm xanh mát không gian xung quanh nữa. Mình là đặc biệt nhà mình thích trồng rau để ăn, chứ không trồng hoa kiểng. Vừa làm đẹp mà còn được ăn được nữa các bạn. Giờ mình sẽ giới thiệu cái vườn rau mini của mình nha. Đây là cây sả, gốc sả mình trồng cũng lâu rồi, mấy tháng rồi, nó ra bự lắm, phùng lắm. Bữa giờ là sử dụng dùng để nấu nước lâu người, cho nên cái gốc sả thì nó còn bớt nè. Đây là gốc sả nè. Rồi đây là cây cải ngọt. À mà nhà mình ăn cải ngọt nhiều lắm. Giờ nó đang ra hơi leo que lại, nhưng mà ăn rất là ngon. Đây là thùng rau cải ngọt. Rồi đây là thùng rau lan nè. Rau lan có 2-3 thùng rồi. Trong cái thùng rau lan này rau xanh thuốc kìa. Đây có vài cây là cây mộc tơi nó bị lửng cái trong này, nhưng mà rau lan này ăn rất là ngon. Và biết rau lan là ăn là để bổ sung thêm cho chất sắt cho người á, rất là bổ đó. Giờ qua cái cây này, đây là cây thùng cây mộc tơi. Cái mộc tơi này mình đặc biệt là lấy mấy cái cây ở ngoài, và biết mình tận dụng cái cây mà cái cây khô gỗ mấy ngoài đồng ở quận 2 này nè, mình lấy về mình dựng lại thành một cái xào để mình cho cây mồng tơi hay là những cái cây như khổ qua mướp, nó leo lên và thấy mồng tơi ra đẹp không, một cây lá phùng luôn thôi. Cái này ra cho hạt đó, chứ mình thu hoạch cái gốc của mình lại trồng tiếp đó. Mồng tơi thì tại vì nó mới cho nên cái lá nó chưa có to kỳ đợt vừa rồi mình ăn nó lá bự đã các bạn thấy luôn đó, là thấy không. Cái xào này là cái xào tự chế. Chặt nó về xong mình xách nó lên sân thượng, rồi dùng mấy cái sợi dây á mình buộc lại giống như một chiếc chòi á, rồi xong một cái vàng á để cho cây nó leo lên đó, hướng dẫn cho nó leo đó. Cây mồng tơi và cây trên này là cây mướp nè, các bạn thấy không, xanh rì mà lá to, và đặc biệt là chuẩn bị tới mùa thu hoạch. Không phải chuẩn bị, tới đây là mùa thu hoạch luôn. Thì mình giới thiệu cho các bạn cái cây mướp nè. Các bạn mà tự chủ cái vườn rau này rồi mà trong cái mùa dịch Covid á, là các bạn sẽ thoải mái lắm, đỡ tốn tiền mua rau ngoài chợ, và đa dạng là rau trồng tự nhiên nữa, các bạn thấy không? Đó, hiểu không, hiểu không? Mặc dù là không gian nó không được rộng, nhưng mà mình tận dụng hết để có thể trồng bất cứ loại rau nào mình thích ăn, có cả cây ớt đồ. Hôm nay mình làm cái clip này là mình muốn thu hoạch cái trái mướp. Đây là một cái mướp mình, các bạn thấy nó có đặc gì đặc biệt cái này không? Đây, cái mướp đặt trong cái chậu, một cái chai nhựa. Thì cái chai này là chai nước hồi xưa mình giữ lại. Đặc biệt nhà mình là bây giờ là đang thiên hướng về tự nhiên á, rồi muốn bảo vệ môi trường, nên những cái chai này mình giữ lại hết, mình tận dụng lại nó. Và đặc biệt cái mùa này là cái mùa thu hoạch cây trái, cho nên chuột có những cái loại sâu bệnh rồi nó khoái lắm. Nên là mình bọc cái trái mướp này trong cái chai nhựa này là để bảo vệ cái trái mướp này, để tới lúc mà thu hoạch này là không có bị chuột nó ăn. Rồi chuột nó leo lên đây, nó leo về dọng lên để cho nó ăn sạch mướp rồi luôn. Giờ biết rồi, mình tận dụng mình lấy cái chai mình bỏ cho mướp ở trong đó, sau đó đợi nó lớn mà mình thu hoạch. Đây là mướp này mình ăn được rồi nè. Mình có thể thu hoạch sớm hơn cũng được, do mướp nó non mình ăn không có bỏ. Bây giờ mình sẽ cắt trái mướp thu hoạch. Đây có 2 trái ra rồi, còn những cái trái còn lại nó còn nằm trong chai đó. Phải ăn nó nhỏ xíu à, rất là dễ, không phải chịu sự phải chống chọi với lại thiên nhiên, là một thứ hai là phải chống chọi lên chuột. Thấy được vấn đề chỗ này nên mình phải tìm cách giải quyết liền, gọi là giải quyết lúc khó khăn á. Bây giờ mình sẽ chặt cái trái mướp nè. Đây, mình sẽ chặt cái mướp này, mình buộc cái sợi dây mướp nhỏ để giữ cái trái mướp ở trong cái xào, cho đừng có bị gió lung lắc. Mình
tháo cái này trước. Đó. Trái được bảo vệ bên trong nhờ mấy cái chai nhựa này, dùng chai nhựa. Bây giờ mình sẽ chặt cái mút này ra nha. Sao đây khá bự, đây là trồng tự nhiên organic, không phân không thuốc. Bạn thấy đẹp không? Nếu mà trái mà trái non các bạn ăn luôn cái vỏ không được. Đây là trái thứ nhất, chặt trái thứ hai đây. Rồi các bạn qua đây mình đi thôi, có trái thứ hai này. Rồi, bạn chờ mình xíu nha. Do phải chống lại cái gió trên này á, nên mình phải buộc nó hơi kỹ xíu. Đây, chú luôn nhé, thứ hai. Xong. Ta, đẹp không? Trái để trong này giống như muốn bự bằng cái chai luôn á. Chút hồi mình sẽ cắt ra và mình cho các bạn xem cái trái bên trong nha. Chút xíu mình sẽ chặt cho các bạn xem. Các bạn nhớ cố gắng là mình tự trồng rau ở nhà ăn để có thể tiết kiệm chi phí và vượt qua được mùa dịch nha. Ăn nhiều rau củ quả để bảo vệ sức khỏe nữa. À, thấy rau, vườn rau đẹp không? Mướt. Trên này gió lộng lộng rồi có rau, cây trái, rồi không gian xanh rất là mát mẻ. Các bạn á, các bạn biết không? Ở nhà mình á, đặc biệt rất là ít rác. Ở nhà là không có sợ tốn tiền rác nhiều. Mình á ăn các loại rau củ quả, sau cái mình gọt á, cái vỏ của trái cây, rau củ quả cái mình để lại cho một cái thùng. Có thể mình ủ cũng được, hoặc là các bạn không cần ủ, các bạn để trong cái thùng đó các bạn phủ đất lên. Đó, sau đó mình sẽ dùng làm phân luôn. Đây là phân hữu cơ, phân tự nhiên. Mình tận dụng hết chứ mình cũng không có bỏ sót những cái rác thải như là vỏ rau củ quả. Đó. Đây một cái điều đặc biệt ở chỗ này rất là thú vị và rất là đẹp nè. Cái ớt của mình là mình vô tình, cái hạt ớt này là mình vô tình là mình cho nó rớt xuống đất á. Bây giờ nó lên một cây phùng như vậy nè. Khoảng thời gian rất là dài lâu mà nó chưa có ra trái đó. Thời gian lâu lắm mới ra hoa. Giờ nó ra một lần rồi. Cục vàng luôn. Các bạn nhìn nè. Trái mà trái ớt xanh mà là ớt chỉ đến trời á. Rồi thấy ngon, ngon lắm, ăn mình đã dùng làm nước chấm ăn rất là ngon. Các bạn thấy không? Đây các bạn nhìn đây, những cái thùng rau của mình là mình tận dụng lại tất cả những cái rác hữu cơ, cái rác rau củ quả đó của mình để lại vô mấy cái thùng mình làm phân luôn. Cho nên mấy cái cây này nó vừa được ăn những thức ăn từ tự nhiên giống như mình luôn. Giống như một vòng tuần hoàn vậy đó. Không, mình không bỏ cái nào hết. Đất ra là một đất sạch nè. Rồi các bạn có hạt, các bạn rải lên thôi. Các bạn trồng lên sân thượng á là đỡ một phần là nó có không khí ở trên này ẩm. Và mùa này mùa mưa nữa cho nên nó cũng tưới mát một phần nữa. Đây là cái cây húng quế. Cây này ăn là cây thuốc nha các bạn. Mình cũng trồng cây này để ăn rất là thơm miệng nè, và lại là cây thuốc nữa. Nói chung là những cái loại rau thơm của Việt Nam mình toàn bộ là rau thuốc. Nó có những cái tác dụng riêng của từng rau. Đó. Mà thấy hả? Vui không? Đã không? Lên nhìn vườn rau là thích rồi. Xanh bước à. Đây. Đây mình chiếu cho các bạn coi cái trái mướp là mình bỏ cho cái chai này nó mới nhỏ hơn, mình bảo vệ nó luôn. Để đây là cái đường đi của chuột đi lên nè, cho nên nó hay ăn mấy trái rồi đó. Các bạn thấy không? Nó còn nhỏ mà mình cho nó vô cái chai trước.
chuột nó lên nó sẽ không có tấn công được, không có ăn được. Các bạn, cái trái mướp này mình bỏ vô chai các bạn thấy không? Để bảo vệ chuột tấn công. Trên đây chuột nhiều lắm. Trước đó là mình đã bắt chuột, mình đã dồn nó vô góc rồi bắt bỏ vô chai rồi đem ra ngoài đồng thả. Nhưng mà cứ bắt rồi thả thì chưa phải là cách tốt nhất. Có những cái cách như là dùng bẫy chuột và dính chuột, các bạn cũng sẽ thắc mắc tại sao mà lại không chọn cách đó. Nhưng mà thực sự để mình giải thích cho các bạn như thế này. Cái bẫy chuột á là khi mà dịch dùng một hai lần á thì khi mà chuột rất là tinh mùi, một hai lần rồi nó quen rồi nó biết rồi nó sẽ không tới nữa. Mình sử dụng nó không được nhiều lần á lại là không có hiệu quả. Tại tốn chi phí nữa. Thứ hai là dùng cái keo dính chuột á là mình cũng không có chắc là những cái chất đó là có gây ô nhiễm môi trường hay không. Thứ hai nữa là chuột khi mà dính vô rồi nó cũng có thể nó sẽ chết. Thật sự là tụi mình rất là yêu thương động vật, mình muốn tìm cái cách nào đó để tốt nhất để cho động vật và con người có thể hòa bình với nhau chứ không phải là bạo lực dẫn tới bạo lực. Thế là tụi mình đã chọn cái cách là tận dụng lại cái chai nhựa tụi mình có trong nhà rồi bỏ những cái chai đó vào trong cái chai nhựa này, trái trong cái chai nhựa này, bảo vệ nó để cho chuột không tấn công. Vậy bài học ở đây là gì các bạn? Khó khăn là những điều mà chúng ta phải trải qua trong đời. Và chúng ta đừng xem nó là khó khăn, chỉ là bài học để chúng ta giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trước những cái phong ba bão táp sắp tới này nữa. Và mình cũng hy vọng là các bạn có thể tự chủ cái vườn rau này trong cái mùa dịch Covid, đặc biệt là trong mùa dịch Covid và sau đó khi mà nếu mà có hết dịch rồi á, các bạn bắt đầu quen trong cái việc trồng rau á, đó là cách để các bạn có thể thể hiện yêu thương, chăm sóc gia đình của mình, bản thân mình. Và nếu như một nhà làm và cả nhiều nhà làm như vậy để tạo ra một cái cộng đồng xanh, các bạn có thể tự chủ rau, tự bảo vệ sức khỏe cho mình, tốt đúng không? Mình cũng hy vọng là trong cái mùa dịch này chúng mình có chia sẻ những cái bài học có giá trị đến các bạn, các bạn cũng nhận ra được các bài học. Ta-da! Đây là thành quả cho hai chú mướp mà mình mới hái nãy, bây giờ mình đem xuống và mình sẽ cắt nó ra khỏi chai cho các bạn xem nha. Đây, quả mình có quà từ Kim Liên Văn. Đó. Đấy. Câu hỏi ở đây là chai có trước hay là trái có trước? Cái nào có trước? Bạn một xíu nha. Sau xíu thì nó hơi bự. Đây. Trái mướp rất là đầy đủ hình dạng. Đủ thứ hình luôn. Rồi cắt cái thứ hai nha. Chúc các bạn sẽ có một ngày tốt lành nha. Chào các bạn.